Xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình mới nhận được thùng hàng thảo mộc thiên nhiên Trần Kim Huyền mới gửi tới cho mình. Thì mình sẽ khui thùng ra và xem trong có những sản phẩm gì nha các bạn. Thì ở trong thùng này thì có các cái sản phẩm mà mình đã đặt mua từ công ty. Thì ở đây thì nó có một số sản phẩm chính như là sản phẩm thảo mộc tăng cân nha các bạn. Thảo mộc tăng cân. Thảo mộc tăng cân nha. Được chiết xuất thiên nhiên 100% các bạn. Rất tốt cho sức khỏe. Còn đây là cái hộp kem trị mụn các bạn. Hộp kem trị mụn thì cũng là có nhiều cái thành phần để có thể trị được các loại mụn bọc, mụn mủ cũng như mụn đầu đen, mụn cám và dưỡng da các bạn. Có thể dưỡng da rất là tốt. Còn đây là cái hộp sản phẩm răng miệng nha các bạn. Đây là răng miệng gia truyền dòng họ Lý, thảo mộc của dân tộc Dao ha. Thì cái này là chuyên trị về các bệnh về răng miệng, sâu răng, hôi răng, hôi miệng. Nghĩa là đây là tăng cân, giảm cân cũng có luôn các bạn. Còn đây nữa là cái hộp thuốc đặc trị xương khớp cũng dòng họ Lý dân tộc Dao luôn các bạn. Thảo dược thiên nhiên 100% nhé. Đây là có thể là chữa trị các cái chứng bệnh về xương khớp, đau nhức mỏi tay chân các loại ha. Xương khớp rồi phong tê thấp, bầm tím, sưng tấy, hoặc là trị ho cho trẻ em, hoặc là côn trùng đốt, cảm sốt gì thì cũng có thể là xoa bóp được các bạn, rất là hiệu quả nhé. Còn đây là cái hộp kem đặc trị các bệnh ngoài da, và các bệnh ngoài da như ghẻ lở hắc lào, lăng ben, viêm da cơ địa các thứ là đều sử dụng được. Đây cái lọ kem này các bạn. Còn đây là một cái sản phẩm nữa thì được là thị trường sử dụng rất là nhiều. Đó là cái thuốc bôi hôi nách các bạn. Cái này thì cái thời tiết cũng như là công việc của những người công nhân mà làm trong các công ty mà hơi nóng và mồ hôi ra nhiều thì rất là dễ bị hôi nách, thì có thể dùng cái sản phẩm này rất là hiệu quả. Cái này là mình nói thêm chút xíu nữa là nó khác với những cái viên lăn nách nhé. Cái này là bằng thảo dược thiên nhiên 100%, cho nên là nó sẽ chữa được dứt điểm cái bệnh hôi nách của mình luôn, nếu như mình làm đúng theo những cái liệu trình và hướng dẫn của bên nhà thuốc. Đây hôi nách. Còn đây là cái lọ kem dưỡng da thảo mộc của dân tộc Dao luôn. Đó thì có thể dưỡng da cũng như trị các loại mụn, viêm da cơ địa, da khô giống như mùa đông á, mà bị da khô các thứ nứt nẻ thì có thể sử dụng được ha. Còn đây là cái hộp cao bạch thảo các bạn. Đây các bạn xem ha. Cao bạch thảo thì đây là đặc trị về xương khớp, là thuốc nam gia truyền của dân tộc Dao Trần Kim Huyền. Thì đây là hộp cao này thì mình sẽ dùng để chữa các cái bệnh về xương khớp, thoái hóa cột sống. Đó.
cũng như là các cái bệnh mà nặng ở trong đã ngấm vào trong trong xương thịt, các cái bệnh nặng về xương khớp, thì cái này sẽ kết hợp với lại cái lọ thuốc bôi xương khớp này nữa, thì vừa kết hợp vừa uống vừa bôi thì nó sẽ rất là hiệu quả, có thể chữa được dứt điểm các bệnh về xương khớp. Thì cái này là cao bạch thảo này là được chiết xuất từ các cái thảo dược thiên nhiên và được nấu thành cao trong vòng 24 ngày để có thể ra được một cái sản phẩm cao bạch thảo này các bạn. Đó, còn cái lọ nhỏ này thì hộp nhỏ này thì đó là thuốc viêm xoang, thuốc viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm tai. Đó, thì công dụng của nó là trị các cái chứng bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm tai rất là hiệu quả ha, có thể chữa dứt điểm về các cái bệnh viêm xoang cho chúng ta. Thì đây cũng là được chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên 100% nha các bạn, rất là hiệu quả. Thì đây là một số sản phẩm mình mới mua về. Đó, thì đây là các cái bệnh mà chúng ta thường gặp các bạn, thì mình mua về để cho gia đình và người thân sử dụng để xem nó hiệu quả như thế nào. Tại vì trước khi mua thì mình cũng đã xem rất là nhiều clip của khách hàng cũng như là tìm hiểu rất nhiều. Thì đây là một sản phẩm thảo mộc thiên nhiên 100%, cho nên là nó không có gây hại cho sức khỏe gì giống như thuốc tây. Thì với lại cũng qua tìm hiểu thì cũng biết là cái này là chữa được dứt điểm các loại bệnh thường gặp. Nó có một số loại sản phẩm khác nữa như là đau dạ dày hay là giảm cân hay là một số bệnh khác nữa, thì mình sẽ giới thiệu sau cho các bạn. Đó, thì một số sản phẩm này thì các bạn xem nó, thì nếu mà có người thân hay là bạn bè gì mà có những cái chứng bệnh này hoặc là bị vấn đề gì về sức khỏe đó thì có thể là tìm hiểu thêm. Đó, thì nếu cần thì có thể là inbox cho mình thì mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Thì những video tiếp theo thì mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng loại sản phẩm một và sẽ giới thiệu cho các bạn những cái công dụng cũng như thành phần để chiết xuất nên cái loại thuốc này nó gồm những cái gì. Đó, và công dụng chữa các cái bệnh nó như thế nào, sử dụng ra sao cho nó hiệu quả để chúng ta có thể khỏi được bệnh. Đó, như chúng ta đã đi chữa các loại thuốc tây hay là đi chữa nhiều lần các cái bệnh này muốn khỏi á, thì có thể gặp cái sản phẩm này thì có thể chúng ta có thể chữa dứt điểm được các bạn. Tại vì mình đã thấy nhiều khách hàng người ta phản hồi lên công ty thì hàng này đã sử dụng là rất là hiệu quả, đã chữa khỏi bệnh cho người ta đó, cho nên mình mới mua về để dùng. Thì như xương khớp các thứ thì nhà mình cũng có bố mẹ hay là người thân cũng bị đau nhức thì có thể dùng để xoa bóp hoặc là trị mụn hay là như thế này, hay là viêm xoang thì cũng là rất là nhiều người bị đó. Thì nếu các bạn muốn theo dõi thêm chi tiết về các cái sản phẩm đó thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới video này, cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng xem để cho có ai có bị mắc bệnh nào đó thì để cho họ biết được các cái loại thuốc có thể chữa được để cho họ sử dụng cho nó hiệu quả, để khỏi phải tốn nhiều tiền là đi chữa thuốc tây hoặc là đi chữa lung tung không có khỏi ha. Thì để cho theo dõi được những video mới mà mình sẽ chia sẻ sau đây á, tiếp theo á, thì các bạn hãy nhấn vào cái chuông ở phía dưới cái video này ha. Thì mỗi lần mình sẽ up cái video mới lên thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo là có video mới để các bạn vào xem nha các bạn.
Hùng xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn ha.